mía màu tím lên chậu, giá cả 1.000.000 một chậu, đắt hàng, chưa đến Tết, khách đã mua gần hết. Theo quan niệm của người xưa, cây mía giống như một biểu tượng của sự giao hòa giữa trời đất, kết nối giữa âm dương. Vì vậy, nhiều người và nhiều gia đình mua mía về để trồng trong những ngày Tết. Xuất phát từ quan niệm, gia đình ông Bùi Văn Lý, Văn Giang, Hưng Yên đã trồng mía vào chậu để làm cây cảnh bán Tết được 3 năm nay. Ông Lý cho biết, gia đình ông tin vào quan niệm này vì cách đây 4 năm, nhà ông có mua 2 cây mía về trước Tết, không ngờ cả năm gia đình ông gặp may mắn trong cuộc sống, nhất là trong làm ăn. Cũng từ năm đó, ông nghĩ ra việc trồng mía lên chậu để bán vào dịp Tết và khách hàng cũng đặt mua rất nhiều vào những dịp này. Khách tự tìm đến nhà ông mua chứ gia đình không mất công phải quảng bá, hầu hết là khách quen với những người được giới thiệu nên đến tận nhà để mua, ông Lý cho hay. Theo ông, khách hàng chủ yếu là những người Hà Nội, Hưng Yên và một số tỉnh thành lân cận. Năm ngoái, ông bán được vài chục cây mía những ngày cận Tết, khách đặt mua nhiều nên đã rất tiếc hết hàng. Do không có đất phù hợp để trồng mía, nhà ông chỉ trồng ít hơn, hiện ông đã bán số chậu chỉ còn gần một chục cây mía tím tại vườn. Mỗi giá của cây mía phụ thuộc vào cây trong chậu, dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng một chậu, chưa tính phí vận chuyển. Theo ông, mía không khó trồng, nhưng khi trồng trên chậu lại không phải điều đơn giản. Người trồng phải chọn đất và chậu phù hợp thì mía mới mập, lên đều và đẹp. Những cây mía này đều được trồng trên chậu từ tháng 7 âm lịch đến Tết, chúng cao khoảng 1 mét, vừa đủ đẹp để trưng Tết. Hầu hết, chậu mía tím nhà ông đều có khách hàng đặt mua từ trước, gần Tết lấy và vận chuyển đi. Vì số lượng có hạn, nhà ông chỉ bán lẻ cho khách đến tận nhà mua, khi muốn mua thì không phải bán. Sau khi trưng Tết, những cây mía này có thể ăn, hơn nữa, khi chặt tận gốc, gia đình nào cho biết chăm sóc thì năm sau vẫn có thể tái sử dụng thành cây cảnh chơi Tết. Một chủ vườn Bắc Ninh uống thuốc sâu tự tử sau khi vụ việc gần 200 gốc đào bị chặt phá. Ông B, 52 tuổi, chủ vườn tại tỉnh Vĩnh Cầu, được phát hiện là uống thuốc sâu đêm tự tử ngày 21 tháng 1. Cũng tại khu vực này, gần 200 gốc đào bị kẻ gian chặt phá gây xôn xao thời gian qua. Liên quan đến vụ việc 147 gốc đào hoa của 11 hộ gia đình ở Vĩnh Cầu, phường Vĩnh Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị chặt phá trong đêm, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, sau vụ phá hoại trên, đêm ngày 21 tháng 1, một chủ vườn đào tại đây được phát hiện là đã uống thuốc sâu tự tử và đã tử vong sau khi bệnh viện trả về vì không cứu chữa được. Trao đổi với phóng viên, đại diện công an thị xã Từ Sơn thông tin, nạn nhân tên đầy đủ là Nguyễn Thạc B, 52 tuổi, có một vợ và hai con. Người này từng có mâu thuẫn với bà con trồng đào tại Vĩnh Cầu. Trong đợt phá hoại đào, nhà ông B là hộ một trong hai hộ duy nhất không bị thiệt hại. Theo đó, 11 trên 13 vườn bị chặt phá, nát bươm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định ông B là hung thủ trong vụ việc này. Chúng tôi vẫn đang điều tra và làm rõ, vị này thông tin. Trước đó, đêm ngày 16 tháng 1, 147 gốc đào của người dân cầu bị chặt phá, dù chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Đây đều là những loại đào quý, có giá gần 5-6 năm tuổi. Trồng và chăm sóc rất kỹ càng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đối tượng hoặc bẻ gọn cây, chặt bỏ thân. Những cây đào có giá trị chỉ sau một đêm biến thành gỗ thừa, không thể bán hay cứu chữa được. Dân Việt rộ mua mốt hồng sa mạc vừa về chơi Tết vừa ăn. Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, như hoa bắp cải lập tức gây sốt trên thị trường hoa Tết bởi màu sắc lạ lẫm và giá cả không quá cao. Loại hoa này được nhiều người mua về trang trí nhà cửa cho dịp Tết năm nay. Hoa bắp cải còn được gọi với cái tên mỹ miều là hoa hồng sa mạc. Nhìn hình dáng bên ngoài, chúng không khác gì so với hoa bắp cải thông thường. Chúng đều được tạo lên bởi những chiếc lá đan xen xếp thành vòng cung. Sự khác biệt nằm ở màu sắc. Loại hoa này màu tím, nhạt và trắng bên trong, được bao bọc bởi lá xanh.
Điều khác lạ là đã khiến bông hoa bắp cải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Kích thước bắp cải rất lớn, đường kính khoảng 25cm đến 30cm. Loại hoa này rất bền, người mua có thể chơi chúng 1-2 tháng tùy vào cách chăm sóc vào thời tiết. Nhìn chúng như bắp cải mình, nhưng màu sắc lại bắt mắt và đẹp hơn. Chị Dung Nguyễn, một người bày bán hàng ở chợ Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, theo chị, đây là một trong những loại hoa nhưng lại không có mùi thơm, mọi người thường dùng để trang trí ngày Tết. Nhìn chúng lùm xùm rất đẹp mắt, vì vậy rất nhiều khách hàng đặt hoa bắp cải cho dịp Tết. Khác với những loại hoa khác, hoa bắp cải bền nên người mua có thể vừa chơi từ ngay bây giờ mà không cần phải gần đến Tết mới mua, cho chị cho hay. Hiện cửa hàng của chị đã bán hoa bắp cải với hai màu, trắng và tím. Loại hoa này đều được chị nhập ở một đầu mối bên Trung Quốc, mỗi thân cây chị bán 100.000 đồng. Cũng bán loại hoa bắp cải trên, chị Trang Trần, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, loại hoa bắp cải này từng xuất hiện trên thị trường trước đó, có những thời điểm giá của nó chỉ đến 350.000 đồng đến 400.000 đồng một cây. Trong thời gian này, hoa bắp cải lại du nhập về nước ta, giá bán của nó tầm khoảng 50 đến 70.000 đồng, còn mua lẻ dao động từ 100 đến 150.000 đồng một cây. Dù ở thời gian nào đi chăng nữa thì loại cây này cũng đều thu hút khách. Không chỉ để trưng bày làm đẹp, hoa bắp cải còn làm để sử dụng chế biến các món ăn như bắp cải thường. Người ta dùng để chơi Tết rồi đem là xào luộc, tùy vào sở thích. Đặc biệt, loại cây này dễ trồng và chăm sóc, chỉ cần tưới nước là chúng sinh trưởng và phát triển bình thường, chị cho biết thêm. Theo đó, hoa bắp cải tím được người mua ưa chuộng hơn. Loại cây này phù hợp với trang trí làm phòng việc, phòng khách. Ở nước ta, doanh nhân kinh doanh chủ yếu hoa nhập màu tím và màu trắng. Còn ở nước ngoài thì có thể có nhiều màu sắc khác nhau như màu xanh lá nhạt, màu hồng, màu vàng. Đặt mua về chơi Tết, chị Thị Dung, Đống Đa, Hà Nội cho biết, loại hoa này thi thoảng được bày bán ở các cửa hàng hoa tươi, tuy nhiên số lượng rất ít mà khách mua đặt thì nhiều. Nhiều lần chị định mua nhưng cửa hàng đều hết. Thời gian gần đây mình mới thấy loại hoa này nhập khẩu về, mình đặt mua vài cây về trưng Tết, cũng sợ chúng không bền, nhưng mình đặt đến 18 âm lịch mới lấy hàng. Loại hoa này vừa trang trí nhà cửa cho đẹp lại vừa ăn được, nên mình cũng sợ đặt hàng không muộn lại không có hàng, chị cho hay. Đào cổ Nhật Tân giá hàng trăm triệu đồng nằm đường chờ khách. Còn cách Tết Nguyên Đán hơn 20 ngày nữa, người dân trồng đào đã trưng bày những hàng gốc đào cổ dọc một số con đường phố tại thủ đô Hà Nội. Nơi đây đào được bày bán cho nhiều nhất là khu vực đường Âu Cơ và Lạc Long Quân của quận Tây Hồ. Theo anh Nguyễn Văn Trung, chủ những gốc đào cổ đang được trưng bày tại đây, các cây nằm bày ra trước mắt đã được 20 ngày. Những gốc đào được trưng bày có tuổi thọ từ 40 năm trở lên, có một gốc hơn 100 năm tuổi. Gốc đào hơn 100 năm tuổi này có 5 cành được mọi người đặt tên là đào Tài Phật. Nếu thuê gốc Tài Phật có giá 20 triệu đồng, khách đặt lúc nào thì sẽ chở đến lúc đó, chơi đến khi nào trả thì chúng tôi sẽ lấy lại về, anh Trung cho hay. Cũng theo anh, những gốc đào cổ thụ khá to và hiếm nên phần lớn các khách chỉ thuê để chơi Tết. Rất nhiều người mua, giá cây tùy thuộc vào mỗi gốc đào, thế nên cây độ tuổi cao thì giá càng cao. Năm nay, một gốc trung bình cho thuê từ 6 đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào từng loại cây, những năm cổ thụ thì giá hơi cao, anh Trung nói. Cây đào cổ thụ hơn 100 năm tuổi của anh Trung được trồng trên chậu bằng một khối nguyên đá. Theo ước tính, riêng chiếc chậu để trồng cây nặng khoảng 3 tạ. Chậu của anh được khắc chạm rất xảo. Gốc đào này được khách trả 25 triệu đồng nhưng chủ chưa bán. Theo lý thuyết của những chủ đào cổ, giá bán hiện tại chưa phải đỉnh điểm, bởi thời điểm để đặt khách mua tầm 10 ngày nữa. Một gốc đào hơn 100 năm tuổi khác có giá hàng trăm triệu đồng. Gốc đào càng nhiều tuổi thì những vết tích để lại trên gốc càng nhiều. Một gốc đào tuổi đường kính vòng tay trưởng thành. Phần lớn chủ các cây đào có thể đều không muốn bán chỉ vì để cho thuê, sau Tết lấy lại về để tiết kiệm chăm bón
cho mùa xuân năm sau. Chỉ có những nhà người có biệt thự, nhà vườn và có tiền mua hẳn một gốc đào cổ thụ như thế. Tuy nhiên, điều khó nhất là vẫn là khâu chăm sóc, nên phần lớn chỉ thuê để chơi Tết, sau đó chúng tôi mang về chăm sóc. Cũng có nhà mua hẳn lại rồi thuê chúng tôi chăm sóc để chơi lại năm sau, anh Trung Tiến, chủ những gốc đào cổ khác, chia sẻ.